À, anh sẽ hướng dẫn em vẽ cái tổ gặm cầu thang. Tổ gặm cầu thang ví dụ là đây, anh sẽ lấy một cái tổ khối phủ ra. Tổ này sẽ có cái chiều dài là sau là 1m8 này. Cao khoảng 1m2. Chiều sâu tầm 400 thôi. Đấy nha, cái chân thì anh sẽ cho thấp thôi. Chân tủ ở đây sẽ là 60 thôi. Anh sẽ chọn mặt đứng và chỉnh sửa hình dạng tủ. Anh sẽ sử dụng công cụ offset. Offset ở đây sẽ vào là 700. Cho nó tủ nó thấp thấp thôi. Tủ này vẫn cao quá, 900 thôi. Sao rồi, cứ để này đi. 700. Và dưới lên là 400. Mình sẽ vẽ đường thẳng. Và anh cắt rìa, những cái cạnh nào thừa đi. Đấy. Nhưng mà anh vẫn để 1m2 mà. Đúng rồi. Đây, đây mình đã có một cái form cơ bản của cái tủ gặm cầu thang rồi. Anh bắt đầu chia tiếp. Mình sẽ chia ngoài nhé. Đây sẽ chia thành 3 đi, 3 ô trống. Chỗ này anh sẽ để là 700. Khóa chiều rộng ạ. Chỗ này ví dụ là hai cánh cho tầm 750. 800 đi. 750. Anh khóa chiều rộng ạ. Ở đây anh chia hai khoảng. Ở dưới sẽ là ngăn kéo, trên sẽ là cánh mở. 300. Khóa lại. Bên này cũng thế. Anh khóa chiều cao lại. Chỉ định cho nó là học kéo nha. Trên này cửa đôi. Bên này cũng cửa đôi. Dưới học kéo. Bên này cửa. Đơn. Đấy. Anh sẽ vào chia trong, anh chia tiếp. Đây chia ba cái hồi giữa đi. Ở đây khoảng cách cái hồi giữa này nó sẽ là bao nhiêu? Đây sẽ là 700 trừ đi 26.5. Một thân ván rưỡi mà. Phải trừ một thân ván hồi trái này với cả nửa thân ván hồi giữa. Đây. Đấy, em thấy nó vào giữa chưa? Anh khóa lại nhé. Bên này thì bao nhiêu thì mình phải xem cái kích thước. Phía bên ngoài đây là 348. Thực ra cái khoảng chia nó là 350 đấy. Nhưng mà khi mình đặt cánh vào thì nó sẽ tụt mỗi cạnh 2 ly đi, sẽ là 348. Cái màu ly. Bởi vì mình đang để gọi là cái khe hở cánh mà. Đây sẽ vào chia trong. 350 trừ đi 26.5. Đấy. Khóa lại. Anh bật luôn cam chốt này. Đây chia một cái đợt. Cao bao nhiêu? 300 cũng trừ 26.5. Ra ngoài anh bật khẩu âm dương sang bên kia. Khẩu âm dương. Đấy. Nhưng mà em lưu ý này. Cái chỗ này này thì khẩu âm dương nó chỉ ăn đến cái hồi này thôi, chứ nó sẽ không ăn kịch sang bên này. Bởi vì chỗ này của mình nó là một cái ngăn trống mà. Thì ở đây mình sẽ chỉnh sửa như nào. Ở đây mình sẽ vào phần chia nhé. Mình xem đây nó là bao nhiêu, 323.5. Ok, mình sẽ về mặt bằng. Mình chọn cái đợt cam xuôi đấy. Hiện số cạnh lên thường nó sẽ là cạnh số 4 đấy. À không phải số 3, quên. Bao nhiêu nhỉ? 323.5, ok. Em sẽ nhập vào trừ 323.5 trừ đi 17.5 nữa. Đấy. Em thấy không? Bắt nhập kích thước đúng phát nó tự bắt cam cho em luôn, là ok luôn. Đó, thế này thôi, là cắt được luôn rồi. Chỗ này thì em muốn là cánh kính trang trí cũng được, bật cánh kính lên. Đấy, ví dụ. Đấy.
Còn bên kia thì cứ cho cánh đặt. Ok nha, bây giờ vẽ lại cho anh cái tủ này nhá. Có một vấn đề là em muốn hỏi là cái đợt này này và cái đợt này ở đây đây này nó sẽ ăn lên như thế này anh nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Thì đây nhá, cam chốt thì nó sẽ không bắt được với những cái góc không vuông. Đây, như chỗ này nó sẽ không bắt cam chốt này. Thì phần mềm nó rất là thông minh thì nó sẽ tính trừ, nghĩa là tính thừa ra một khoảng như này để ra ngoài em sẽ chém vát trên cái máy cơ bản trượt của em. Thì mình sẽ bắn liên kết ngoài. Đấy, thì nó sẽ không dùng cam chốt. Nhá, cả chỗ này cũng thế đây này. Nhưng mà cái độ vát đấy, cái phần vát đấy nó sẽ tính toán như thế nào hay là mình tự phải tự vát ạ? Em sẽ in cái bảng vẽ này ra, xong em ước lượng cái góc mà mình sẽ vát nó là bao nhiêu. Và chỉ định thợ như thế. Còn để mà bây giờ em lấy eke ra đây để em đo xem nào góc bao nhiêu. Xong em lại lấy eke em đo ở trên cái tấm ván để mình kẻ cắt cho nó đúng. Không bao giờ đúng được. Em kẻ em vẽ nó đúng rồi nhưng mà thợ lấy cái ví dụ cái bào ra họ bào chẳng hạn, nó cũng cong keo cong kèo, không bao giờ đúng được. Thật ra bị bình thường thì mình cũng đang cho nên là mình chỉ ước lượng thôi, cái này chỉ mang tính chất ước lượng thôi. Đấy, in bản vẽ ra nhìn phát là biết luôn là chỗ này ước lượng là xem nào góc khoảng bao nhiêu là được. Đấy là xong. Đấy nha, mình cứ nghĩ máy móc nhưng mà ra ngoài các ông thợ sẽ không làm theo kiểu máy móc mà mình bày ra đâu. Đấy, vẽ tiếp tục cho anh vào phía bên phải đó.